thank <laughs> you Tuần qua, liên tục trong các chương trình thời sự, Đài Phát thanh Truyền Lào Cai đã thông tin về những nội dung quan trọng đang diễn ra tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, trong đó đặc biệt là việc Quốc hội đã thông qua luật an ninh mạng với 86,86% ,86 đại biểu tán thành và biểu quyết về việc điều chỉnh thời gian xem xét thông qua dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. Đây là dự thảo luật đã và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Việc lùi thời gian đã cho thấy sự thận trọng, kỹ lưỡng trong nghiên cứu, thông qua các dự án luật của quốc hội đồng thời khẳng định đảng nhà nước chính phủ quốc hội luôn lắng nghe và sẵn sàng tiếp thu những ý kiến xác đáng của cử tri và nhân dân cả nước người dân lào cai luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo cùng những quyết sách của đảng nhà nước quốc hội chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương phản đối mọi hành vi gây dối có yếu tố bị lợi dụng kích động của các thế lực thù địch tại một vài địa bàn các tỉnh thành phố phía nam gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân Cũng trong tuần qua đài phát thanh truyền hình lào cai đã dành nhiều thời lượng để phản ánh phong trào thi đua yêu nước nỗ lực học tập lao động sản xuất của nhân dân các dân tộc lào cai để làm giàu cho gia đình và xây dựng phát triển quê hương khẳng định lời kêu gọi thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh luôn thường trực trong mỗi người biến thành những hành động những giá trị cụ thể trong đời sống như sáng tạo của người nông dân Liều Quang Vinh ở thôn Sai Sán Phìn, xã Mản Thần, huyện Simacai đã sáng tạo áp dụng kỹ thuật vít cành cho đồi mận tả van, vừa giúp tăng năng suất cho cây có đủ ánh sáng, vừa tiện cho việc chăm sóc và thu hái. Hay những người nông dân ở xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đưa máy gặt đập liên hợp vào sản xuất, giải phóng sức lao động và đảm bảo chất lượng nông sản sau thu hoạch. Những điển hình sáng tạo như thế trong lao động sản xuất xứng đáng được biểu dương, tôn vinh và nhân rộng. Có một con đường đá cổ dài hơn 20 km vắt qua rãnh nhiều cổ san kỳ vĩ để nối liền hai xã Sáng Ma Sáo huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai với xã Xin Suối Hồ của huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu. Con đường đá hầu như bị lãng quên giữa cánh rừng đại ngàn, giờ đây đã được đánh thức, hứa hẹn sẽ trở thành một tuyến du lịch hấp dẫn nối liền hai tỉnh Tây Bắc của Việt Nam. Hành trình xuyên núi khám phá vẻ đẹp tự nhiên, các giá trị văn hóa lịch sử và sự kỳ bí của tuyến đường đã được các phóng viên thời sự thực hiện trong tuần qua, truyền tải tới quý vị khán giả những hình ảnh và thông tin thú vị về con đường đá cổ này. Vào khoảng 15 giờ ngày 14 tháng 6, trong quá trình truy bắt đối tượng phạm tội ma túy, Trung úy Đoàn Văn Minh, Công an phường Bình Minh, thành phố Lào Cai đã bị đối tượng Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại tổ 16 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tạm trú tại tổ 2 phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, đâm trọng thương phải đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau khi gây án, đối tượng đã dùng xe mô tô bỏ trốn cùng tang vật gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh bạn, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai đã vây bắt được đối tượng tội phạm nguy hiểm này tại nhà nghỉ Hoàng Lan thuộc địa phận thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu chỉ sau chưa đầy 24 giờ lần trốn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tới thăm hỏi, động viên trung úy Đoàn Văn Minh đang trong quá trình điều trị tại bệnh viện khen ngợi tinh thần dũng cảm, không lùi bước trước tội phạm của lực lượng công an. Ngay sau vụ việc này, lực lượng công an Lào Cai đã tiếp tục lập chiến công khi phát hiện bắt quả tang hai đối tượng Giàng A Páo và Vàng A Phía đang có hành vi vận chuyển 23 bánh heroin tại khu vực thôn Bản Quẩn, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng.